đi dự lễ ha chú, vậy mới tới phải không? Rồi không ngủ đâu, giờ vô lễ cúng ha. Dạ giờ mình phải đầu mình đi như người ạ. À, đi mười mấy người đi cho con không hả? Rồi rồi chừng nào về? Tao tao chút về phải không? Mà thay đi cái lễ này thấy sao? Mà thấy đông không á? Đông ha, vui thiệt, năm nay quá đông luôn. Rồi rồi đi vui vẻ nha. À, thưa quý vị cộng đồng mạng, bữa nay tôi đi lễ ngày Thiên Hậu Dương, tức là ông Võ Duy Dương. Ông Võ Duy Dương ổng còn có ông anh ruột là tên Võ Duy Danh. À, ngày bữa nay là ngày lễ của ông, mà bữa năm nay là quá đông quý vị ơi. Hồi sớm tới giờ là ken chân không lọt đó, cơm nước đãi không nổi luôn, tại vì nấu không có đủ mà để tài trợ quý vị đi lễ đó quý vị. À, tại vì có câu dầu cho kẻ sở người tề, đến ngày lễ hội cũng về với nhau. Anh Đồng Tháp em Cà Mau đến ngày lễ hội cùng nhau trở về. Thành thử ra quý vị về quá trời đông quý vị. Thành thử ra tụi tôi cũng mừng đi lễ hội mà. Bây giờ mà cô quý vị thấy gì chứ, tay ngủ nè, cô bác ngủ nè, rồi lại nè cũng nhiều lắm. Nên thưa quý vị, ngày xưa ông Võ Duy Dương của mình á, ổng cũng là người Bình Định vô đó quý vị. Mà Đức Cố Quảng của mình là cũng là dân Bình Định vô. Ông Nguyễn Trung Trực của mình là dân Bình Định vô. Tại vì cái dân Bình Định này theo tôi hiểu thì địa linh sanh nhân kiệt đó quý vị. Thành thử ra có câu là năm 62 lệnh cùng ai nấy qua miền Tây giữ lấy ải mình, phải tân hành tất cả an binh theo hòa ước triều đình với pháp, dùng tháp mười ngũ linh chẳng hạp cứ mỗi ngày quan giáp động binh để nhắc sang qua đất nước mình năm mậu ngũ diễn kinh pháp bạch. Bởi quân pháp xâm lăng quá ngặt, 14 tàu tự đất xông vô, 3000 quân trang nghệ vô khởi chiến. Nhằm tháng 7 159 chặn cuối cùng xín chín ta thua, tướng đời ru ỷ mạnh hầm hùa ta thất thế phải xu thua mãi. Võ Duy Dương chống ngăn chặn lại, nói chung là thất bại về ta. Cuộc chiến tranh tạm gác để mà để có dịp nói sang Đức Cố. Và thưa xin ngắt lời chỗ này. Khi đó thì năm 1866, ông Thiên Hậu Dương của mình vượt biển để đi ra Bắc á, thương lượng với triều đình. Năm 1866 giờ ông bị qua Mỹ tuổi gì? Sự nghiệp ông kết thúc kể từ đó. Nên ông có hai câu thơ Bắc Hủ: chiều chiều mây dục gió hoàng, cảm thương Thiên Hộ vì dân cứu đời. Quý vị, rồi khi đó đó thì khi mà vua Tự Đức ký ba tỉnh chia 12 phản với Pháp đó, thì vua Tự Đức mới kêu mấy ông của mình là án binh bất động, nhưng mà ông Thiên Hộ không chịu, ông Trương Công Định cũng không chịu, và Đức Cố Quảng Cơ Trần Văn Thành cũng không chịu. Nên có câu là Đức Cố Quảng mình mới than: người anh hùng nã chốc là sao, vị lệnh ra ta tính lẽ nào, ta phải tính mưu cao mới được. Ta sang đó để mà giải trước, thượng sớ rồi chẳng đặng thì đi. Võ Duy Dương lãnh lệnh chỉ huy bỏ quân ngủ rồi đi sao đặng. Đi sao đặng và bảy tân hành thượng lệnh thì việc án binh lặng lặng chấp hành. Chừng hai ông nghỉ ước đành gành, hai ông quyết chống ngăn dưới giặc. Bởi vì lệnh triều đình quá ngặt, bởi do mà pháp tặc ỷ quay, hiếp dân ta chúng nói kêu này, ký hòa ước làm sai hòa ước. À, nên ông Thiên Hậu Dương của mình ổng bất mãn, rồi ông Nguyễn Trung Trực cũng vậy, ông Đức Cố Quảng của mình cũng vậy. Nên ông có câu thơ Bắc Hủ là: người ngay đứng giữa đất trời, đắng cay chẳng quản, mặn nồng chớ than. Còn Đức Cố Quảng thì khi mà Pháp chiêu dụ ông thì ông nói: dầu thua xuống láng xuống bưng, nếu ra đầu giặc lỗi chân quân thần. Còn ngài Nguyễn Trung Trực của mình thì có một tên Việt gian bán nước là Quỳnh Công Tắc, mấy bài với Pháp là bắt mẹ ông để chiêu dụ ông. Thì vì chữ hiếu nên buộc lòng ông phải bó tay chịu đầu giặc để ra cứu mẹ. Nhưng mà với một trăm mấy chục vợ vừa binh sĩ và vợ binh sĩ luôn, chứ không phải là mẹ ông không. Nhưng mà khi cái tên Mùn Te là cái người miên đó quý vị, được lệnh của Pháp nó mua chuộc ông để chém đầu mà quan thượng đẳng đại thần của mình, tức là ông Nguyễn Trung Trực, thì nó đến gặp ông đó, nó mới quỳ xuống, nó nói: thưa ông, xin ông tha tội cho con, tại vì con nghèo quá nên người ta mướn con, bắt buộc con phải làm. Thì ông Nguyễn Trung Trực mới trả lời: chú cứ tự nhiên,
chém cho ngọt nghe. Thì tên Bùi Te nó mới dương kiếm lên chém ông Nguyễn của mình. Thì khi mà ông gớt cái đầu xuống đó quý vị, ông đi ba bước tới ông lụm cái đầu ông gắn lên, thì tên Bùi Te nó học máu. Ba ngày sau thì cái ông Miên đó ông chết. Nên khi đứng lên đoạn đầu đài đức mà quan thượng đẳng đại thần của mình, tức là ông ngoài Nguyễn Trung Trực, ổng ngâm lên ba bốn câu thơ: theo việc binh nhung từ thở chai, phong trần hăng hái tuốt gươm mài, anh hùng gặp phải hồi không đắc, thù hận chan chan cảnh đội trời. Quý vị nghe khóc không quý vị? Nên pháp có quy dụ ông cỡ nào, ông nói chừng nào tụi bay ban cho tao cái chức mà chém hết đầu tay thì chừng đó tao mới nhận, hay là chừng nào tụi bay nhổ hết cỏ nước Nam chừng ấy mới không có người Nam chống Pháp. Quý vị ơi, các vị tiền nhân của mình là những vị anh hùng dân tộc. Nên có cả mấy ông là người dựng nước và giữ nước và từng đuổi giặc ngoại xâm để giữ yên bờ cõi. Mà Đức Huỳnh có câu, giáo chủ có câu: bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Phản nhiên không đủ tài lực đổn đương, việc lớn chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương ta, hãy gắn tránh đừng làm điều gì sơ sức đến đâu làm cho nước nhà đau khổ. Và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước, đó là ta đã đền ơn cho đất nước. Vậy thưa quý vị, dầu mình sống với một quốc gia nào cũng vậy, đừng nên nói xấu quốc gia của ta. Mà bây giờ cái kẻ ngoại địch đó thì ở ngoài thì họ phá ngoài đời, trong đạo thì họ phá đạo đó. Quý vị cũng thấy hết rồi, những cái chuyện mà thời cuộc chiến tranh thiên tai gì dịch bệnh này kia quý vị cũng thấy hết rồi. Nên Đức Huỳnh giáo chủ cho mình biết là vương trần sắp dướng bệnh trời từ đây đó, thì quý vị thấy cũng thấy hết rồi. Quý vị thấy không, ngày xưa thì mình đâu có nhìn được cái thế giới người ta đau khổ như thế nào, chiến tranh như thế nào, nhưng mà bây giờ có cái vô tuyến cái điện thoại thì mấy em chỉ cần bấm cái chéo lên là quý vị thấy nước ngoài trơn, thấy không? Nhưng hôm nọ em thấy một cái quốc gia nào đó mà chị Tư thấy xe du lịch nó trâu như bèo. Chị thấy mà chị ham muốn chết, nhưng mà chị tính giết chết, nhưng mà nghe lời thầy nói là đến việc ly kỳ cũng phải trôi xong. Tức là việc ly kỳ cũng phải trôi xong, tức là của phi nghĩa làm chi xong chuyện, dầu mình có giết thì nữa mình cũng muốn xài. Tại vì của này không phải là của mình. Nên quý vị, nếu quý vị tu thì hãy nên làm cái người chánh nhân quân tử như các vị anh hùng cứu quốc của mình, phải không? Đó, bây giờ người ta chết ti sát mất hồn thiên chẳng mất. Đó, hồn thiên sông núi bây giờ đó, lịch sử ghi danh. Bây giờ thí dụ bây giờ em làm một người đại gia đi, em có thể chết như mấy ông được không? Mà cái lễ dỗ của em có được như mấy ông không? Nói vậy đó. Thành thử ra cái người làm đạo cũng vậy nha, cái người làm tướng cũng vậy quý vị. Mình làm đạo thì mình nên là hãy tìm kiếm cái không mới có đó. Chứ nếu mà mình không bỏ đi cái không, không bỏ đi cái ta của ta thì sợ e là mình không có được chọn đó quý vị. Nên thưa quý vị cộng đồng mạng bây giờ đó, quý vị hãy tu từ hơi thở đi. Tại sao biết không? Tại vì thầy nói tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, mà kiếp kiếp nó có hai giai đoạn nghe quý vị. Cái giai đoạn đầu tiên thì nó còn cái tuần cá lương nó còn dài á mấy em. Thì thầy kêu mình kiếp nào hạ sanh thuốc cũng phải tu. Nhưng mà bây giờ hạ buổi cùng cơ hạ nguyên mạc tặng này, nên thầy cái buổi này nó còn ngắn lợi, nên thầy nói tu kiếp kiếp, tức là gấp gấp, nếu không quá trễ. Chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Mà lương hiền là quý vị là biết ai rồi, rồi điên khùng là quý vị cũng biết ai rồi, là danh hiệu của thầy mình. Sở dĩ mà thầy mình tại sao không xưng cái danh hiệu gì cho thanh bay tao nhã, mà thầy lại chọn là danh hiệu khùng điên? Thưa quý vị, ngày xưa có một ông thức giả này đến gặp Đức Huỳnh giáo chủ, hỏi: ông Tư, tôi coi giảng ông tôi mê quá, nhưng mà tôi là một thức giả học giả, mà tôi quy y với ông khùng thì hơn nhục thể của tôi. Thôi giờ ông Tư đổi là cái danh hiệu nào mà thanh bay chút đi, tôi quy y với ông, chứ tôi là ông thức giả mà đi quy y với ông khùng thì hơn nhục thể của tôi. Thì thầy mới trả lời giống thức giả này, thầy nói: cái danh hiệu khùng á là ta đã lựa rồi, ta đối theo chí Thích Ca ngày trước. Là Thích Ca là quý vị biết chỗ nào không? Khi mà Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, một ngày ngày chỉ ăn có 7 hạt mè vũ, 7 giọt sương thôi. Thì ông bà Đề Đạt Đa là chú bắt buộc với Thái tử, mới nói là thằng Sĩ Đạt Ta này nó khùng, chú mình sắp sửa trao ngay vua rồi mà nó không chịu, nó lại đây nó ngồi đói khổ vậy đó. Tôi xưng hiệu khùng á là nối theo chí Thích Ca ngày trước, còn điên á
thì ta điên thở tam hoàng thượng cổ bên tàu á, khùng thế thờ khùng lộ ngoài da, ghét dòng con nịnh độc xà, khinh thi trung nghĩa hải hà lòng nhân. Hai danh hiệu này tôi đã lựa rồi, còn ông nếu thấy ông thấy cảm thấy nhục thể ông đổi giùm tôi một cái danh hiệu khác đi, nếu được tôi sẽ đổi. Thì cái ông thất giả này ông cúi đầu xuống, ông không biết gì trả lời hết, thì ông chừng đó ông mới quỳ xuống ông lại thầy để xin quy y, biết gì đâu nữa nói phải không đó. Thành thử ra thầy mới nói thêm, thầy nói thở dĩ mà tôi xưng hiệu khùng điên để làm gì, để đối trị tâm bệnh tín đồ của tôi nó chống cao ngạ mạn. Tôi đây là sư phụ nó mà tôi còn xưng khùng điên nè, còn nó học có ba mớ nó nói nó là ông nội ông ngoại không phải không. Tôi xưng danh hiệu khùng điên để đối trị với tâm bệnh tín đồ của tôi nó chống cao ngạ mạn, mà tín đồ của thầy bây giờ cũng ngạ mạn là y gan luôn. Thầy nói ra học theo mối đạo làm con, luận xem học mới mấy mấy đôn đời này, mà bây giờ á mấy anh mấy chị học có ba mớ, mấy chị ra đời là xưng hiệu làm cha không chứ không chịu làm con. Thành thử ra thầy mới xưng hiệu khùng để đối kỵ với tâm bệnh tín đồ của mình á, nó như vậy đó. Nên ai người tâm đạo đừng con phụ thầy. Trời ơi, câu này tôi muốn khóc quý vị ơi, thầy than đứt ruột quý vị. Cái người phụ thầy là tâm đạo chí đạo cơ mà, chứ mấy cái người mới vô đạo biết gì phụ mấy ông mấy em đó. Thành thử ra nếu quý vị không ôm sát giáo lý của Đức Phật, thầy tu thì mấy quý vị co giò không biết lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe khổ mấy gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập mẹ Nam Mô cũng nhập cầu. Mà bây giờ người ta xưng thì kể người ta đi, người ta có tệ, người ta có phe, người ta là ai đi nữa thì quý vị cũng đừng tin. Tại vì thầy cho biết rồi, thầy thì ra con thiền Bát Nhã, họ ra con thiền Đại Đạo lớn hơn thầy nữa, mà thầy nói thiền chúng nó thẳng buồn chạy nước, lọt ngoài sâu mới hết hò phan tu, mà ham cho được giàu sang dưới quyền cước là tu dối thế. Thầy nói cái ông đồng đạo này ông đến hỏi thầy, thầy cái ông kia ông ra vậy đó, ông linh nghiệm quá rồi, ông sao thầy. Cái thầy này mới cầm viết lên viết cho ông này một bài. Thầy nói bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo gõ lòng ấy là trơn tránh mấy hồng vinh giang. Quý vị nhìn cái ông nào mà không thọ dụng tiền bạc của tín đồ, ông đó mới là tránh đạo đó. Còn cái ông đồng đạo của mình bây giờ á, ở ra cái ông nói ông đi làm đạo không à, mà xin nói cho quý vị đồng đạo của mình biết nè, quý vị nói tiếng đi làm đạo á, thí dụ giờ quý vị kêu cái đoàn đi mà bao chiếc xe 15 triệu ăn vô 5 triệu là 20 triệu, quý vị chia ra 50 người đó mới là làm đạo. Còn có 600 ngàn quý vị bán vé 1 triệu 2 ngồi trước 1 triệu 3 ở sau 1 triệu 2 mà lời có mới phân nữa, mà quý vị nói đi làm đạo quý vị nói sai rồi, quý vị phải nói là đi kiếm gạo ăn mới đúng phải không, tại vì làm sai chính sách. Mà chỗ nào quý vị đi làm đạo đâu, ông nào mà còn bán vé lấy tiền ông đó đều đi kiếm gạo hết, tôi dám khẳng định luôn đó. Dầu cho mấy ông có chửi tôi nữa tôi vẫn nói như thường. Nên khuyên quý vị hãy trở lại con đường chân chánh, tại vì cái thời cuộc rồi quý vị cũng thấy thiên cơ, quý vị cũng thấy rồi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi sông hết trơn á, nhà bao nhiêu cũng sập rồi, du lịch nhiêu cũng trôi đó, mình cũng không có thể sống được mà giữ được đâu. Nó thành thử ra của thiên nghĩa làm khi xong chuyện. Khuyên quý vị đồng đạo, quý vị hải ngoại, quý vị cộng đồng mạng trên toàn thế giới, rồi quý vị hãy trở lại và tu gấp gấp đi quý vị. Già như tụi tôi này niệm Phật từ hơi thở đi quý vị, để làm gì? Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Cái hội Long Hoa này nè vui lắm lắm quý vị ơi, tôi nghe nói mà tôi mê muốn chết, mà tôi không biết vé ở đâu tôi mua nghe. Xin giới thiệu với quý vị thôi, chứ nếu quý vị mà tu có ngon á, làm ơn cứu giùm tôi. Chứ tôi thì nguyện là nếu mà Đức Phật mở hội Long Hoa mà tôi không có đủ chứng đó, cho tôi nguyện là một hộp hạt cát thôi cũng được. Thành thử ra để chi? Để quý vị dậm lên đi, nên tôi có cái cơ hội tôi chồi lên. Chứ nếu mà xuống kia thì không có dịp để lên, tại vì đời hạ môn mặt tặng này không còn đầu thai nữa quý vị. Dám khẳng định quý vị là không đầu thai. Một là quý vị đi lên, hai là quý vị, nhưng mà tội thì quý vị không có trừ được đâu nha, cũng phải ở dưới địa ngục để mà trả nếu tập có tội, còn phước hưởng trường tồn. Chứ tội thì không có tha nha, chứ không phải mà nói vũ rồi là tha tội cho quý vị, rồi quý vị làm bừa không có được đâu, không có tha đâu. Nên mình phải trở lại con đường chánh đạo để trở trơn cho kịp. Long Hoa, Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Mà Đức Thầy giới thiệu cho quý vị nè, nếu quý vị về cảnh giới Long Hoa đó, thì thầy nói là chính từng mây nhạt chỗ tiêu thiều, kẻ tài gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ.
cùng dân lĩnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiền đức đặng phò chân Chúa. Đó, quý vị muốn phò chân Chúa không? Nếu muốn phò chân Chúa phải là một đứng anh hùng như mấy vị anh hùng dân tộc của chúng ta, và là một người đạo mà phải chánh nhân quân tử. Đó, chứ đừng có bóc bên đây mà xước bên kia. Một tay quý vị nắm cánh hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời. Rồi thấy Phật thì cũng ghiền, thấy tiền cũng phá, thấy gái cũng mê, quý vị bỏ mạng thôi, không có đi về đâu được đâu. Chừng nào quý vị đổi cái câu văn của tôi lại, thấy Phật cũng ghiền mà thấy tiền đừng phái, thấy gái không mê, những gì đắc đạo không có gì lạ chứ, phải không? Đó, thành thử ra mình phải trở lại nội tâm, mình phải dẹp bớt cái lòng tà của mình. Rồi quý vị đừng bao giờ nói thiên cơ thời cuộc, như tiếng gọi quý vị dám khẳng định là 14 tháng 10 thầy nói là tối trời tối đất. Chào em, xin lỗi quý vị nha, cái bài mà 14 tháng 10 đó thì tôi coi trong cái sấm giảng đó, thầy viết cái bài đó là ngày 14 tháng 10 năm 1940 viết tại làng Hòa Hảo. Thầy viết như thế này: cảnh trời mây mịt vẽ lăng quăng, 14 tháng 10 lại mắt trăng, chỉ mắt trăng thôi, bước trăng thôi, ngẫm cuộc thiên cơ đà biến chuyển, trong chừng địa lý quá xung xăng và xôn xao đó, tơ lòng dương vắng đời thêm bận, tâm dạ u hoài cuộc nhện dân. Mình ở đây mà mình bàn hoài cuộc, trong lòng mình nhện nó dân tùm lum chứ không quý vị. Rồi biết đó biết đây còn dơ dẫn, để ngày kết cuộc khó ăn năn. Tức là quý vị không ăn năn được đâu. Đó, còn quý vị thấy có không? Cái ngày 14 tháng 10 tôi nói báo với quý vị là tôi thức 5 canh, là tôi thức đủ 5 lần đó. Tôi ra tôi coi đấy, từ lúc 7 giờ rưỡi đó tới 8 giờ rưỡi thì có trăng nhưng mà mờ, bị mây mịt vẽ lăng quăng nên mờ. Rồi chừng đó mới phất trăng đi, mà tôi thức là 4 lần sau nữa là không bao giờ có trăng. Nhưng mà đâu có gì đâu, thầy nói cảnh cằn mây mịt vẽ lăng quăng mà. Cái cuộc mây này nó vẽ lăng quăng. À, quay hả? Như ngầu đó cũng được, nói gì? Ngầu đó đây, ngầu cái đó đi. Nó thành thử ra lại phất thôi, mà quý vị dám lên mạng là nói là Đức Huỳnh Giáo Chủ nói là tối trời tối đất. Dạ. Xin lỗi quý vị nha, danh ngôn chánh thì phước lai quả khứ, mà danh ngôn tà phước khứ quả lai. Quý vị đem cái lời tà mà quý vị nói quan cho ông Phật là quý vị hù ngôn lộng ngữ với Phật, phải không? Mình phải nói lại con đường chánh đạo, khuyên cô bác người ta mới tu đi, con cháu mà mau tu đi để có mặt trong ngày Long Hoa đại hội, để tới thầy tôi Chúa cùng nhau gặp, khắp hết thế gian thoát ngục tù. Mà mấy em nam như mình, như mấy em này nè, gán tu đi nữa sao mấy em cứ tới 7 thầy thiếp đó. Tại vì Phật chủng giới thiệu là thượng quân trai thiếu gái thừa, vợ thì 5-7 tục quyền nhất gia, 5-7 thôi nghe, còn ai nói 9 là người đó sai đó. Sanh đẻ khỏi mụ khỏi hà, tự sanh tự nở thượng hòa mình nuôi, con thì hiếu thảo thượng xuôi, vô toàn gia đạo ngọt bùi chia nhau. Đó, thành thử ra mình phải gán tu để sống với cái đời đó, mà sau mình sẽ diễn tiến vua. Ông vua này đắc tới 3 quả thánh nghe mấy em. Thiên hoàng cũng là ổng nè, nhân hoàng cũng là ổng nè, địa hoàng cũng là ổng nè. Nên thầy giới thiệu là thiên hoàng cũng lấy lẽ công, thấy không chị, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Ông vua này cũng đắc tới 3 quả thánh nữa. Thành thử ra để mình tới thầy tôi Chúa cùng nhau đọc. Thưa quý vị, con dịch này nó sẽ tới đi tới lợi tới 2027. Ông thánh ông cho biết là chừng nào giết giặc 7 năm là cái bệnh này người ta cũng gọi là, thầy cũng gọi là giặc đó, giặc bệnh đó. Ông bà ăn Tết một năm mới xung dày, chừng nào có ngựa, có lăng, có quyên, có phụng, có quân, có thần. Chứ bây giờ chưa có quân thần đâu. Quân thần phụ tử dinh gian, hết lo cay đắng mới cùng an tận cùng, phải không? Đừng có thầy đi chở gì ngon. Tại sao thầy không đắc quả rồi mà Đức Huỳnh Giáo Chủ không ở ngôn chỉ chánh đẳng chánh giác, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần để chịu cảnh chơi khen? Vì lòng từ ái chứa chan, thương bất tính tới hồi tai họa, Phật Dương đã chỉ định gõ mái diệu quyền, triển lập hội Long Hoa chỗ những đứng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho giảm quốc thiên ba. Thì gọi thiên tàu đã xác định khắp chúng tranh trong thế giới, trong buổi hạ quân này say mê giặc dục, chìm đắm trong biển lợi danh.
gây nên nghiệp quả, luật trời là trị tội. Nên bà Trúc Lâm Nương của mình, bà nói với một câu này, bà Trúc Lâm Nương của mình, bà cũng như là ông Chạm Trình Nguyễn Minh Thiêm vậy đó, mấy chị, mấy em. Bà nói, đời mà tặng gây nhiều nên trả nặng. Đó. Thành thử ra bà nói, ai kỳ kỹ đôi lời tôi xin nhắn. Cuộc hồng trần tạo quá để định phân, vì chúng sanh gây lấy vị hương trần. Đời mà tặng gây nhiều nên trả nặng. Bà mới nói một câu nữa, là chi kỷ đôi lời tôi xin gửi. Phật Thánh Tiên xuất hiện nước non nhà, độ chúng sanh thoát khỏi ách ta bà. Đời mà pháp dưỡng lưng thành chánh pháp. Chị thấy không? Đời này phải chuyển thôi. Nhưng mà quý vị là biết chuyển như thế nào không? Lừa lọc con tiên, diệt quỷ tà, chứ quý vị đừng có chuyển mà cái trình độ nào, cái căn cơ nào Phật cũng chuyển, quý vị không có đâu nha. Phải lừa, phải lựa cho phải kèo xưa danh mộc nữa. Nó thành thử ra bả mới nói thêm một vài câu sau, bả mới thiên nói thêm vài câu pháp rồi xin đọc cho quý vị nghe. Việt Nam xuất hiện hội Long Kỳ, thánh tổ ra đời hiệp Củ Chi, ba tiếng sấm vang khai địa nguyệt, bảy nguồn thủy dựng tạo sơn kỳ, gồng mây Phật ngự phong thần mạc, sen nở long hoa giảm mất quy, ới hở giống văn hồng là bích dưỡng lòng của thánh tạo sơn kỳ. Mà chính gọi tôi nghe một có một hai vị đồng đạo, cái bà Trúc Lâm Nương bà nói sen đợi nở muôn đời vạn quốc quy, rồi mình tu lụng rồi sen mình nó lụng theo rồi nó không nở, cái chỗ nào mà sen không nở. Nên Đức Phật A Di Đà ngài nói xem sen mà biết chúng sanh thế nào. Chị biết mấy em mấy chị biết như thế nào không? Tại vì Đức Phật A Di Đà ngài có ao sen thắc bảo, khi mà chị phát tâm tu đó thì cái hoa sen chị có cái tên chị trong đó, em này cũng có tên trong đó. Nếu chị tu mà vượt bực thì hoa sen chị mỗi ngày nó sẽ vượt lên hoài. Còn nếu ở đây mà tôi như tôi mà tôi tu lụng đó thì cái hoa sen của tôi mỗi ngày nó càng lụng xuống. Đó. Thành thử ra mình tu mà mình bốc bên đây mình xước qua đây hoài thì mình nó lụng thôi chứ không có phải là sen không nở. Đó. Đừng có nói cho dân chúng người ta hoang mang nữa, tội nghiệp cô bác người ta. Và như chị em mình là chị niệm Phật từng hơi thở đi để có mặt dự trong ngày hôm qua đây. Nếu để chờ sấm nổ gian thân để bà tánh ăn năn. À, thành thử ra khuyên quý vị, tôi phát lát cho quý vị nghe thôi chứ tôi tu dở hơn quý vị gấp trăm triệu ngàn lần á, nhưng mà biết được chỗ nào chia sẻ với quý vị nữa. Mà quý vị có về cực lạc này, nhớ dòm lại cô vớt giùm tụi tôi quá trời ơi, tôi phát lát quý vị nghe chứ tôi tu dở lắm hả. Thành thử ra nhưng mà dở cũng còn được chữ chung, quý vị đừng nhảy lông nhông thành sang chữ nịnh nha. Chị biết chữ nịnh sao không? Cái đồ cả lương mà nó mới nửa tuần mấy nịnh gan cháu gà hết trơn phải không? Gọn phản nó dứt mấy nịnh gì dễ bán bò sen không ăn luôn à. Nó không được. Phải làm câu chung với mấy ông mà tướng của mình vậy nè. Nó vậy đó. Người ngay đứng giữa đất trời đắng cay chẳng quản mặn nồng chứ than nữa. Thành thử ra phải làm gì đó. Nên bây giờ này dân chúng người ta ái mộ là cái lễ một cái năm nay nó thì cái quý vị cái đồ ăn mà đãi còn không nổi không kịp nữa, nấu không đủ cho ta ăn nó quá trời nhiều rồi. Và thác gì đời thanh sử danh bia em có nói rồi, nhưng mà quý vị ơi, nửa sau mà mình được chọn đó thì nó cũng vinh hiển như các vị tướng của mình vậy đó quý vị. Thành thử ra quý vị hãy ôm sát giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy tu, đừng bao giờ thối chuyển nữa. Rồi đừng bao giờ mà mình tu phải trở về nội tâm chứ đừng có kinh dưới xám ngoài môi nói tụng đạo si đồi bại lụng gì ai nha. Thưa quý vị, đạo này ta hỏi chứ, ủa đạo si đồi bại lụng gì ai vậy cô Tư? Dạ vì mấy ông tu giả nên đạo nó bại lụng. Đó. Cái tu thiệt thì ta tự thu rồi phải không? Ta không có thu nên đạo có bại lụng, đạo vượt lên hoài như cái sen của mình vậy đó. Thành thử chị có câu nào để hỏi em không? Em biết thì em giải thích, chị cứ hỏi đi. Chứ để em nói hoài em muốn nhiều quá mất thở. Ờ, nhưng mấy chị có nó thắc mắc câu gì đó hỏi bà Thư quá trả lời. Trời ơi, tỷ tâm một bụng sấm giảng rồi mày đặt rồi. Nhân tài nằm trong lá ủ chưa, dở lá ủ chưa thấy nhân tài. Bữa nay dở lá ủ đó. Hỏi. Ừ, đã hết liếc rồi. Hỏi đi, hỏi đi. Hỏi đi gì? Ừ, nhớ nhớ rồi. Chúng sanh làm sao còn mà tu? Tôi chúng sanh tại sao tu? Tại sao phải tu nữa? Tại mình thấy khổ nên mình tu.
Chị làm ơn chị hỏi trong giáo lý của thầy giùm em đi, câu đó không có nằm trong giáo lý. Bụng bụng giáo lý sao bữa nay kỳ trời. Trong cặp để nó quên mất tiêu chứ. Kìa em dập. Đâu có nành có gút gì đâu, chị sợ em dữ. Gặp cái hớp ha. Thưa chị, tại sao ta phải tu? Tại vì mình thấy cái thờ của đau khổ này nè, thì Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Rồi được, nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành, phải không? Thì khi mà thầy đã ra kinh giảng thì chị đã nhìn, chị đã nhìn giáo lý của Phật rồi, coi tại sao ta phải tu hành. Vì thương dân, vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành, khuyên lê thứ làm lành mà tránh. Thì thầy thương mình nên thầy mới ra kinh kệ, rồi chị nhìn cái giáo lý đó, nhìn giáo lý phải không mà tìm coi tại sao ta phải tu hành đó. Thì chị cũng nhìn rồi, chị cũng thấy cảnh đời rồi, chị cũng thấy rồi, chị cũng nhìn rồi, xếp vô chút cho nó thấy mặt rõ. Thành thử ra nên thầy mới nói với chị là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Tại vì chị nhìn cái Phật giáo này nè, chị nhìn đi đức thầy của mình á, không có lợi danh, chị thấy thầy của mình không có xài tiền, phải không? Nên thầy mới cho biết với chị là bây giờ bất luận người nào không dùng có thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo gõ lòng ấy là chân chánh sinh hồng nhân gian. Nên chị phải nhìn cái giáo lý của ông Phật này, ông chánh là ông ta, nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Rồi mình nhìn ông Phật xong rồi mình mới nhìn lại cuộc đời của mình nó bể khổ trầm lưng quá, nên mình phải tu. Tu để làm gì? Tu để giải thoát, thoát khỏi. Tu để đắc quả. Tu để diện kiến Đức Phật, Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Nếu trễ chày e trễ tùy thi, được không? Dạ em hiểu nhiều đó, em nói với chị em chia sẻ với chị nhiều đó, còn cao nữa thì em không biết, em còn đang nhuộm cột để học lợi. Thưa quý vị, kể qua Đức Phật Thầy Tây An và Đức Cứu Quản Trần Nhật Thành của mình, quý vị cũng biết trong 12 cặp vị hiền thủ của Đức Phật Thầy Tây An, Đức Cứu Quản Cơ của mình là trong 12 cặp vị hiền thủ là ông là người đứng số 1. Mà thưa quý vị cộng đồng mạng, là Đức Phật Thầy Tây An của chúng ta là đệ nhị sư tổ, ông Phật Trùm là đệ nhị sư tổ, ông Bổn Sư Ngô Lợi là đệ tam sư tổ, Đức Quỳnh Giáo Chủ là đệ tứ sư tổ, tức là bốn chữ xuống dần ở đâu. Mà ông Phật Trùm ông nói tìm trong bốn chữ mới gần người tu, thấy không? Là bốn chữ Bổn Sơn Kỳ Hương. Mà chị thấy rồi, chị tìm rồi mà cứ chạy lông nhông theo ông này ông nọ hoài, co giò phóng biết lọt ngoài sâu chẳng gặp thù ghe khổ mới gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng được đâu. Nên ông Phật Thường ông nói á, ông giới thiệu ông là sanh tại tỉnh Hồ Quảng, lão ông ra đời gầm tháng 2 trăng sáng vị thờ, lý nhĩ danh lỡ ai ơi có tường, với kinh truyền khắp bốn phương, tự ti đạo đức ai tường thì chi. Đó, mặt tình ai có tôn ti ta đây chuyển kiếp mấy kỳ cứu tu, thấy đời sao quá ấm u, dốc lòng cho chúng mình một cùng tốt qua. Thành thử ra ông nói về Nam mới lấy hiệu Phật Thầy, đầu mơn đến cuối lão đây chuyển hoài, kỳ này được lĩnh đạo khai cũng là kỳ tốt định ngay năm kỳ. Đó, tháng này là tháng 11 rồi, mình đang đi dự lễ Thiên Hộ Nhương, thì tới ngày 23, 24, 25 cũng là ngày đản sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Quý vị có thời gian xin trở về để dự cái lễ đản sinh của ngài. Thưa quý vị, ngày xưa thì tôi nhớ ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca ngày 8 tháng 4 đúng vậy, nhưng mà sau Phật giáo thống nhất đã đổi lại là ngày rằm tháng 4. Nên tôi có làm một bài thơ tạm gọi là con cóc, thì xin đọc quý vị nghe nha. Ngày xưa tôi làm thơ gì nè: tháng 4 mùng 8 qua thiên lý, Phật đản khai nguyên chánh pháp thiền. Tức là có Phật này ra đời chánh pháp mới thiền. Nam Việt hữu duyên đời mà kiếp, Đức Quỳnh Giáo Chủ nấu nhân duyên. Đó, hai câu sau em lấy giảng của thầy: cư gia tịnh độ, tâm viên mãn, sĩ xuất danh từ, dốc dạy thiên. Thưa quý vị, nhưng mà bây giờ bên Phật giáo thống nhất đã đổi lời là ngày gặp tháng 4. Chứ ngày xưa là khi Đức Phật Thích Ca ra đời bản sinh thì ngày 8 tháng 4. Rồi ngày xưa tôi nghe ông Quả Sĩ Hà Khê, ông viết mấy bài thơ mà ông đọc qua một người ta đọc qua một lần là tôi buộc nha.
khi mà Thái tử Thủy Tạc Ta mà dẫn con ngựa chuyền chắc để vượt thành trong đêm tối để đi tu đó chị, thì ông họa sĩ Hà Khê của mình ông làm lên mấy câu thơ là nửa đêm vừa mất trăng thu, lìa thành la dễ mịt mùng ngựa phi, núi vườn gừng chẳng quản lối đi, ngựa chuyền chắc chạy đến thì bờ sông, ô ba thấy mớ rạng đông, ngựa cùng sa nặc trong lòng quạnh yêu, nghĩ si thái tử buồn nhiều, bảo ông sa nặc về chiều bẩm tâu, gần ông cắt tóc tu cầu, xin vua tịnh khoản đừng sầu đừng đi. Dạ, tới đây video cũng tạm kết thúc, xin kính chúc quý vị cộng đồng mạng, quý vị hãy cung siết lên quý vị, cung gấp gấp nữa quý vị để có mặt dự hội trong ngày Long Hoa Thánh Đức. Xin chào quý vị là ai, những ai còn làm kinh tế, xin chúc quý vị là thành đạt trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn vị Tư nha. Bà nhốt làm